Tiền được làm từ gì? Ơ, anh có phải anh Thông hay chơi Rubik trên TikTok không? Ờ, đúng rồi, anh là Thông đây. Anh Thông, anh tặng cho em một cục Rubik đi anh Thông. Anh làm gì có tiền mà tặng em một cục Rubik? Em nghĩ tiền mọc ra từ cây à? Thế em hỏi anh, tiền được làm từ gì? Thì tiền được làm từ giấy chứ làm từ gì? Thế giấy được làm từ gì? Giấy được làm từ... Xin mẹ tiền mua Rubik. Tiền được làm từ gì? Thì tiền được làm từ giấy chứ làm từ gì? Thế giấy được làm... Hay là xin tiền mẹ để mua Rubik mới nha. Ok. Mẹ, cho con xin ít tiền để mua Rubik mới đi. Có nghĩ tiền ở đâu mà có để cho con? Có nghĩ tiền mọc ra từ cây à? À, chúng tử. Thế con hỏi mẹ, tiền được làm từ gì? Bố lên mẹ. No. Mẹ ao trình. Thắc anh giải Rubik với mẹ. Ok nha. Mẹ. Giờ chơi một trò chơi không? Ai thắng sẽ được lấy hết số tiền này. Ok, chơi luôn. Chuẩn bị, 1, 2, 3 bắt đầu. No. Mẹ ao trình part 2. Anh thi giải Rubik với mẹ nữa đi anh. Ok em nha. Mẹ. Gì đó con? Giờ mẹ thi giải Rubik với con nữa không? Chứ đợt trước phù quá mẹ lấy mất hết tiền rồi. Thôi, mẹ bận quá. Ok. Bây giờ mẹ lấy khẩu trang đeo lên đi. Khi nào đếm 1, 2, 3 mới được bắt đầu nha. Rồi, ok. Để hai tay lên trên bàn. Chuẩn bị. 1, 2, 3, bắt đầu. Xong. Nào.